Không biết đụng phải gì ta. Rồi em chào mọi người đang xem livestream nha. Em chào mọi người đang xem livestream ạ. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream trên trang cá nhân nè, lên các hội nhóm nè. Mọi người đang xem livestream của em thì chia sẻ livestream lên trang cá nhân này, lên hội nhóm này là để được mua đầm 5 cái đầu tiên với giá là 49k nha, để được mua đầm với giá với 5 cái đầu tiên là 49k. Rồi. Em chào chị Kiều Diễm nha, em chào mọi người đang xem livestream nha. Hôm nay em sẽ live đầm thiết kế này, em bán 5 cái đầu tiên với giá là 49k thôi ạ. Và hôm nay em sẽ like thêm một ít áo khoác em tuyển từng cái một luôn, bao đẹp cho mọi người luôn. Áo khoác nhẹ này, áo khoác vest có luôn nha. Rồi và chân váy. Cuối cùng là em sẽ like chân váy. Chân váy vintage ngắn dài đủ các kiểu. Rồi, em chào mọi người đang xem livestream ạ. Mọi người đang xem livestream thì chấm cho em vài chấm tương tác này. Rồi chia sẻ livestream lên trang cá nhân, lên hội nhóm nhiệt tình giúp em ạ. Để được mua 5 cái đầu tiên mình vào đường chúng ta. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em để mua đầm với giá là 49k 5 cái đầu tiên nha. Khi mua 5 cái đầu tiên là chỉ có giá 49k thôi ạ. Rồi, em chào mọi người đang xem livestream nha. Rồi, em chào chị Chip xinh ạ. Em chào chị My Nguyễn. Em chào chị Ori Kim Kim. Em chào chị Thủy Trần. Rồi, em chào mọi người đang xem livestream ạ. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nha. Chia sẻ livestream trên trang cá nhân này, lên các hội nhóm này, để em bán 5 cái đầm si đầu tiên. 5 cái đầm si đầu tiên với giá là chỉ 49k thôi ạ. Năm chị may mắn nhất là sẽ được mua đầm với 49 giá 49k khi mua 5 cái đầu tiên nha. Rồi tiếp tục, những cái tiếp theo em sẽ bán từ 50.000 cho tới là 70.000 tùy theo mẫu nha. Tại vì đầm của em là em tuyển chọn từng cái một, chất vải là bao dày cho các chị luôn, nên các chị không lo khi mua hàng bên em nha. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình lên kênh cá nhân này, lên các hội nhóm này, để được mua hàng 5 cái đầu tiên với giá là 49k. 5 cái đầu tiên là mua hàng với 49k nha. Mọi người xem livestream, chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em với ạ. Chia sẻ livestream nhiệt tình nha. Đạt mốc người xem em sẽ tặng đầm đó chị nha. Đạt mốc người xem em sẽ tặng đầm nha. Bây giờ đầu like em sẽ like đầm thiết kế nè. Em sẽ like là đầm thiết kế và tiếp theo em sẽ like áo khoác. Sau đó là em sẽ like chân váy. Một buổi like nhưng em sẽ like nhiều loại để cho các chị đủ đơn hàng để em gửi đơn hàng đi trong ngày nha. Nhiều chị muốn mua thêm áo khoác nhưng mà chỉ có like đầm thôi thì cũng rất là thiệt thòi cho các chị khi các chị không đủ đơn. Nên hôm nay em sẽ like tổng hợp luôn. Em like tổng hợp để các chị đủ đơn này em gửi đi cho các chị trong ngày nha. Rồi em chào chị Mùi Úc nha. Em chào chị Gibson ạ. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em với ạ. Chia sẻ livestream nhiệt tình nè. Để em bán 5 cái đầu tiên với giá là 49k thôi. Em bán 5 cái đầu tiên với giá là 49k thôi ạ. Đầm bên em là đầm thiết kế nè, bao chất dày luôn nha các chị. Bao nhiêu người xem? 43 người xem.
Rồi mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream giúp em nha. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream giúp em với ạ. Chia sẻ livestream nhiệt tình trên trang cá nhân. Đủ người xem em sẽ bán 5 cái đầm đầu tiên với giá là 49k thôi. Đủ người xem em sẽ bán 5 cái đầu tiên với giá 49k thôi cho 5 chị may mắn nhất nha. Đợi chút nữa đi, đợi mọi người đợi một tí nữa nha. Rồi một tí nữa rồi em sẽ bắt đầu like. Tại vì giờ cho mọi người, để mọi người xem vào cho đông đông rồi em sẽ bắt đầu like. Rồi em chào xa quê Nguyễn nha. Em chào xa quê Nguyễn. Mọi người cố gắng đợi cho em một tí nữa đi để cho nó đông đông người xem. Em chào chị Hải Uyên nha. Em chào chị Hải Uyên. Em chào Trung Sa Chi nha. Em chào chị Thu Thảo nha. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream giúp em nha. Em chào tất cả mọi người đang xem ạ. À, mọi người đợi cho em một xíu nữa đi. Đợi cho nó đông người xem em sẽ bán cho nó hấp dẫn nha. Đông người xem thì bán hàng nó mới hấp dẫn đúng không các chị? Rồi đợi em một xíu. Để em bán 5 cái đồng đầu tiên với giá là 49k này. Em bán 5 cái đồng đầu tiên với giá là 49k nha. Rồi em chào mọi người đang xem livestream nha. Em chào tất cả mọi người ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ lên trang cá nhân này, lên các hội nhóm này để được mua 5 cái đầu tiên với giá 49k thôi ạ. Đầm bên em là đầm si Hàn Quốc, tuyển chọn từng cái một nên em bao chấp cho các chị luôn nha. Rồi bao nhiêu người xem rồi? Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu like nha. Em sẽ bắt đầu like này. Em sẽ bắt đầu like là 5 đầm đầu tiên với giá là, chị nào comment cho em là 5 đầm đầu tiên với giá là 49k nha. 5 cái đầu tiên với giá là 49k nha. Để em bắt đầu bán 5 cái đầu tiên với giá là 49k. Rồi mọi người nào comment giúp em với ạ. Comment giúp em nha. Rồi em cảm ơn. Rồi em cảm ơn chị Minh Nguyễn nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu bán 5 cái đầu tiên nè. Bán 5 cái đầu tiên với giá là 49k nha. Đầm mẫu em đang mặc nha. Một cái đầm mẫu em đang mặc đầm baby doll. Một cái đầm mẫu em đang mặc đầm baby doll nha. Mẫu em là cao 1m63 này, nặng là 50 cân. Cái đầm này là form baby doll á. Mặc rất là thoải mái luôn. Chất của nó là chất kaki. Chất kaki mà có độ co giãn nhẹ nên cái đầm này á thì tầm 55 cân, 56 cân đổ lại cũng mặc đẹp nha. 55, 56 cân đổ lại cũng mặc đẹp luôn. Ai mà lấy cái đầm này á thì comment cho em là mã số 1 kèm số điện thoại. Mã số 1 kèm số điện thoại với giá là 49k. 5 cái đầu tiên em sẽ bán với giá là 49k nên các chị nhanh tay chọn một cái đầm nha. Tại vì nó chỉ có 59k thôi. Rồi ai lấy cái đầm này á thì comment cho em là mã số 1 kèm số điện thoại. Mã số 1 kèm số điện thoại nha. Chỉ 49k thôi. Rồi em sẽ tiếp tục qua một cái mẫu tiếp theo. 49k. Hiện tại không có ai đang xem không. Rồi em sẽ qua tiếp một cái mẫu đầm tiếp theo với giá là 49k nha. Không, cái đó bỏ ra đi nè. Bước ra đi để lát chạy tặng. Em trong lúc live em sẽ có nhiều mẫu để em tặng nha. Em vừa bán em vừa tặng. Nên mọi người cố gắng xem livestream này. Để ví dụ như tới cái nhiều lúc mà em sẽ tặng bất chợt lúc nào đấy. Không biết nên các chị chịu khó xem livestream. Giờ em sẽ qua một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Một mẫu đầm tiếp theo cũng giá là 49k. Cái đầm thứ hai với giá là 49k nha. Đầm thứ hai với giá là 49k. Đây là kiểu sơ mi nha các chị. Vải co giãn cực kỳ mát luôn. Vải co giãn cực kỳ mát luôn ạ. Đầm màu đen. Ở trên là nó phối hoa thêu nha. Phối hoa thêu rất là đẹp luôn nha các chị. Đầm này thì tầm, tại vì nó co giãn nên tầm 53 cân đổ lại là mặc đẹp. Đầm này 53 cân đổ lại là mặc đẹp nha. Ai lấy cái mẫu đầm này thì comment cho em là mã số 2 nè. Mã số 2 kèm số điện thoại nè. Mã số 2 kèm số điện thoại em chỉ bán là giá 49k thôi nha. Em chỉ bán với giá là 49k thôi nha. Rồi chị nào lấy mẫu đầm này thì comment cho em là mã số 2 nha. Mã số 2 kèm số điện thoại.
mã số 2 kèm số điện thoại nha. Rồi em sẽ tiếp tục qua một cái mẫu đầm tiếp theo. Mẫu đầm tiếp theo 49k. Rồi qua mẫu. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nha. Em sẽ bán 5 cái đầm đầu tiên với giá 49k thôi ạ. À. Xăng 5 cái, bỏ cái bỏ đó ra đây cái đó. Cái đó với ra luôn. Đó để tặng. Em sẽ vừa bán, em sẽ bán 5 cái này xong á, rồi em sẽ bắt đầu bán với giá là 60k. Thì vừa bán em sẽ vừa tặng đầm cho các chị luôn nha. Vừa bán em sẽ vừa tặng đầm luôn. Bây giờ em sẽ qua một cái mẫu đầm tiếp theo là 49k. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nha. Chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em để em có động lực em bán đầm rẻ cho các chị nha. Rẻ mà chất cực kỳ đẹp nha. Rồi em qua một mẫu đầm tiếp theo 49k này. Đây cái đầm hoa này. Chị nào mà không lấy cái đầm này là tiếc nha. Tại vì chất của nó rất là đẹp luôn. Vải co giãn, bầu bì bon che được hết. Mẫu em thì cao 1m63 này, nặng 50 cân. Đầm này thì tầm free size luôn ạ, free size luôn. Nhưng mà mặc lên màu rất là đẹp. Đó, lên màu rất là sáng luôn nha. Để em chỉnh. Rồi, lên màu rất là sáng luôn. À, em chỉ bán cái đầm này tiếp theo với giá là 49k thôi. Chị nào mà lấy cái đầm này á thì comment cho em là mã số 3 kèm số điện thoại. Mã số 3 kèm số điện thoại nha. Đầm này free size mà em chỉ bán với giá là 49k thôi, quá rẻ nha, không ở đâu bán rẻ mà chất đẹp như em nha. Ai lấy đầm này thì comment cho em mã số 3 kèm số điện thoại. Mã số 3 kèm số điện thoại nha. Rồi em sẽ tiếp tục qua một cái mẫu đầm tiếp theo 49.000 ạ. À. Các chị đang xem livestream chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em ạ. À. 40 người xem mà mọi người 40 người đang xem mà chấm cho em vài chấm tương tác nè, tại vì hình như em bị ẩn comment hay sao em không thấy hiện bất cứ một cái comment nào hết. Nên mọi người đang xem chấm cho em vài chấm tương tác đi nha, để em biết. Em biết là không bị ẩn comment nha, nhưng hình như là bị ẩn comment ạ. Rồi em qua một cái đầm tiếp theo với giá là 49k thôi nè. Một cái đầm tiếp theo với giá là 49k nha. Chết rồi. Rồi em qua một cái đầm tiếp theo là giá 49k nè. Cái đầm mẫu em đang mặc free size luôn nha. Free size, mẫu đầm này free size. Mẫu em là cao 1m63, nặng 50 cân. Cái đầm mẫu đang mặc thì màu nâu lên da rất là sang luôn nha. Nó có đính cúc ở hông nè. Đính cúc ở hông rất là đẹp luôn đó. Đầm này free size luôn. Chị nào bầu bì cũng bon chen được hết nha. Đi ăn đám cưới là đi tiệc rất là sáng da. Rồi cái đầm này em chỉ bán với giá là 49k thôi. Cái đầm tiếp theo đó là em chỉ bán giá 49k thôi. Chị nào mà lấy mẫu đầm này thì comment cho em mã số 4. Mã số 4 kèm số điện thoại. Mã số 4 kèm số điện thoại nha. Mọi người đang xem livestream thì chấm cho em vài chấm tương tác đi để em thấy comment với ạ. Tại vì hồi nãy giờ em giống như bị đang ẩn comment, em không thấy comment của chị nào hết nha. Rồi à em, giờ mới nó mới hiện lên comment chị ơi. Giờ nó mới hiện lên comment nha. Em chào chị Ma Cỏ nha. Em thấy comment của chị Ma Cỏ rồi nha. Chứ rồi nó bị ẩn comment rồi. Rồi ai lấy cái đầm này 49k thì comment cho em là mã số 04 nha. Mã số 04 kèm số điện thoại nè, free size luôn. Rồi em qua một mẫu đầm cuối cùng 49k. Em qua một mẫu đầm cuối cùng 49k nha. Các chị nào mà không xem kịp livestream thì em sẽ để lại livestream để các chị xem lại nha. Có nhiều chị giờ này còn mắc cơm nước nè, rồi đi làm nữa, nên em sẽ để lại livestream để các chị xem sau nha. Rồi các chị chụp ảnh màn hình nhắn tin cho em nha. Rồi em sẽ tiếp tục like một cái đầm tiếp theo nha. Một cái đầm tiếp theo với giá là 49k nè. Cái đầm cuối cùng này em sẽ like cái đầm cuối cùng này với giá 49k nè. Xong cái đầm này em sẽ bán đầm với giá là 60k. Rồi cái đầm mẫu đang mặc nha. Không cần, chắc không cần nịt đâu cũng được đó. Rồi đó, cái đầm suông nha. Đầm suông rất là dễ mặc luôn. Nó phối vàng ở trước này, ánh vàng ở trước này, mặc rất là sáng luôn. Mẫu em là cao 1m63 này, nặng 49, nặng 50 cân này. Đầm này thì tầm 53-54 cân đổ lại mặc đẹp nha. 53-54 cân đổ lại mặc đẹp. Chị nào mà lấy cái mẫu đầm này á thì comment cho em là mã số 5 kèm số điện thoại. Mã số 5 kèm số điện thoại nha. Rồi mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nha, để em có tiếp tục động lực em bán hàng nha. Rồi cái đầm mẫu em đang mặc là nặng là 53 cân nha. Ai mà lấy cái mẫu đầm này thì comment cho em là mã số
5 kèm số điện thoại, mã số 5 kèm số điện thoại. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu bán đầm với giá là 60.000 nha. Hết hết. Mọi chị nào mà xem livestream sau thì em sẽ để lại livestream để các chị xem sau nha. Nhiều chị giờ đang đi làm em không xem được. Mọi người đang xem livestream nè, chấm cho em vài chấm tương tác nè. Rồi em chào chị Hoa Võ May nè, á à, Hòa May nè, em chào chị Hoàng Anh nha. Rồi em chào chị Miên Nguyễn nha. À, em chào chị Kim Cúc Bùi đang xem livestream nè. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nha, để em có động lực em bán hàng nha. Đây em bán một cái đầm, đầm màu hồng mặc lên rất là, màu hồng lên rất là sáng da luôn, màu hồng phấn lên rất là đẹp. Đây chị, mẫu em là cao 1m63 nè, nặng 50 cân nè, cổ là cổ kiểu nha. À, đầm dạng xòe, đầm này thì tầm 55 cân đổ lại, mặc đẹp nha, màu hồng phấn, mặc rất là dễ chịu luôn, rất là nhã nhặn. Em bán cái đầm này với giá là 60k, em bán cái đầm này với giá là 60.000 thôi nha. Chị nào lấy cái đầm này thì comment cho em là mã 49, mã 49 nha, mã 49 60.000 nha, mã 49 kèm số điện thoại nha, mã 49 kèm số điện thoại nè. Rồi cái đầm này thì 55-56 cân đổ lại cũng mặc đẹp nha. Nên chị nào lấy cái này thì nhanh tay comment cho em nha. Mọi người đang xem live, 58 người đang xem, chia sẻ livestream giúp em với ạ. Chấm cho em vài chấm tương tác, tại vì hình như là em đang bị ẩn comment đó các chị. Nên các chị chấm, chịu khó chấm tương tác giúp em với ạ. Rồi ai lấy cái đầm này thì comment cho em là mã số 49, 49 kèm số điện thoại, 49 kèm số điện thoại nha. Rồi em tiếp tục qua một cái mẫu tiếp theo. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ lại, tại vì em thấy rất là nhiều người đang xem nhưng mà lại không có bình luận, hình như em đang bị ẩn comment á. Nên mọi người chịu khó comment giúp em với ạ. Comment cho em vài chấm nè, để xem thử là có bị ẩn không. Các chị ấn like nè, rồi thả tim nè, để comment nó không bị ẩn nha. Mọi người nhớ tương tác với em để comment nó không bị ẩn nha. Rồi em sẽ qua một cái đầm tiếp theo. À, qua cái đầm chữ A nha. Một cái đầm chữ A màu hồng, màu hồng phấn. Nó có hai lớp ở ngực nha, nó có hai lớp ở ngực. Đầm này em chỉ bán với giá là 40.000 thôi. Đầm này em chỉ bán với giá là 40.000 thôi nha. À, đầm này thì tầm 52 cân đổ lại là mặc đẹp. 52 cân đổ lại là mặc đẹp nha. Màu rất là nhã nhặn luôn, rất là dễ mặc nè. Chị nào mà lấy cái mẫu đầm này thì comment cho em là mã số 10, 10 kèm số điện thoại, 10 kèm số điện thoại nha. Rồi mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream giúp em đi ạ. Chia sẻ livestream giúp em nha. Rồi để em bán đầm giá rẻ cho mọi người luôn nha. Ai lấy cái đầm đó thì comment cho em là mã số 10 kèm số điện thoại nha. 10 kèm số điện thoại, 40.000 thôi. Mẫu đó là 40.000. Rồi em sẽ tiếp tục qua một cái mẫu đầm tiếp theo. Em qua một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Cái đầm nó vứt ra đi. Còn cái dung, đó là cái dung bỏ ra đi. Hay cái đó vứt ra luôn đi không? Đầm xuông. Đầm xuông đấy. Dạ bên em rất là nhiều đầm xuông á chị. Để tí nữa có đầm xuông rồi em mặc nha. Rồi em mặc cho chị, có cái chị xem nha. Rồi em qua một cái mẫu đầm tiếp theo nè. Em chào mọi người đang xem livestream nha. Mọi người đang xem livestream này thì chia sẻ livestream giúp em với, chấm cho em vài chấm tương tác luôn để em, để em biết là các chị không bị ẩn comment nha. Rồi em qua một cái đầm tiếp theo. Qua một cái đầm tiếp theo nha. Đầm màu trắng nè. Đầm màu trắng, đầm này em bán với giá là 60.000. Vải là vải hai lớp, chất co giãn nha, chất thun co giãn nè. Hai lớp. Đầm này là tầm 54 kg đổ lại cũng mặc đẹp. 54 cân đổ lại là mặc đẹp nha. Mẫu em là cao 1m63 nè. Nặng hồi nãy kêu bao nhiêu? 60 hả? Đầm này thì tầm 53-54 cân đổ lại mặc đẹp. Và người mẫu của em thì cao 1m63, nặng 50 cân. Chị nào mà lấy cái mẫu này thì comment cho em mã 11 kèm số điện thoại, mã 11 kèm số điện thoại nha. Rồi, chị nào lấy cái mẫu đầm mẫu đang mặc thì comment cho em là mã số 11 kèm số điện thoại nha.
Em bán với giá là 60.000 nha. Rồi em tiếp tục qua một cái mẫu tiếp theo. Rồi em qua một cái mẫu suông nha. Chất len nha các chị. Em qua một mẫu suông nè. Mẫu suông này chất len nha. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream giúp em à. Rồi em sẽ bán đầm giá rẻ cho mọi người. Sau đó em sẽ có nhiều phần quà tặng cho mọi người luôn. Nên các chị mua hàng bên em là không sợ bị thiệt. Mua hàng bên em là không bao giờ sợ bị thiệt nha. Không cần chơi mini game cũng có quà luôn. Chỉ cần mua 3 đầm thiết kế thôi là bên em sẽ tặng cho các chị một cái đầm. Bên em sẽ tặng cho các chị một cái đầm luôn. Rồi em qua một cái mẫu đầm hồng phấn nha, đầm suông này. Rồi, chị nào đang thích chị nào thích đầm suông nha. Đầm có đầm suông luôn, màu hồng phấn phối trắng nè. Mặc da nào nó không bị da trắng hay hơi đen một xíu, mặc cũng không sợ bị tối da nha. Cái này rất là dễ mặc. Đầm này là chất len, rất là nặng luôn. Đầm này em bao chất cho các chị luôn, đầm rất là nặng. Đó. Ai mà lấy mẫu đầm này thì comment cho em là mã số 12. Em bán với giá là 50.000 nha, 50.000. Em bán với giá là 50.000. Ai lấy mẫu đầm này thì comment cho em là mã 12. Tầm 55 56 cân đổ lại mặt đẹp. 55 56 cân đổ lại mặt đẹp luôn nha. Chị nào lấy mẫu đó thì comment cho em là mã 12 kèm số điện thoại nha, mã 12 kèm số điện thoại nè. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream giúp em đi. 11 em lên lại chị xem lại. Rồi, mẫu 11 đây nha chị, mẫu em đang ấy đó. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em này để em bán, tiếp tục bán đầm cho các chị nha. Em bên em toàn đầm đẹp thôi. Rồi em sẽ có nhiều phần quà cho các chị nè. Khi mua bên em 3 cái đầm hả? Rồi cái đầm 11 đây nha chị. Đầm 11 nha, em nói chất nó hai lớp rất là dày. Đưa tí xem chất nè. Đây, chị nhìn chất này chất thun nha, chất mà không phải là dạng thun mà cái gì KT nhưng nó co giãn. Rồi em chốt cho chị Hoa Mai nha, chị Hoa Mai để lại số điện thoại cho em nha. Chị Hoa Mai để lại số điện thoại cho em. Rồi ai lấy cái mẫu đầm đang mặc thì comment cho em là mã số 12 kèm số điện thoại. Mã số 12 kèm số điện thoại nha, chỉ có 50.000 thôi, đầm suông chất len cực là nặng luôn. Rồi em tiếp tục qua một cái mẫu tiếp theo. Mọi người đang xem livestream chia sẻ livestream nhiệt tình nha, giúp em nha. Rồi em chốt cho chị Hoa Mai nha. Em thấy số điện thoại của chị Hoa Mai rồi ạ. Rồi chị Hoa Mai mua bên em 3 sản phẩm thì em sẽ tặng cho chị một cái đầm nha. Mua cho em 3 cái đầm thì em sẽ tặng cho chị là một cái đầm luôn. Mọi người mua hàng bên em á thì không sợ là lỗ, tại vì mua bên em 3 cái là em đã tặng một cái rồi. Và không cần chơi mini game thì cũng có quà luôn mà. Chẳng có cái line nào mà không cần chơi mini game cũng có quà nha. Chị nào mua hàng bên em cũng có quà hết á. Rồi em qua tiếp theo một cái mẫu đầm maxi nhưng mà chất dày đó. Màu của nó là dạng như màu lam đó, màu lam nha chị. Em lên đầm màu đen. Rồi em rất nhiều đầm màu đen luôn. Em sẽ lên lộn xộn nha. Em rất nhiều đầm màu đen luôn. Rồi cái đầm mẫu em đang mặc em sẽ bán với giá là 60.000 thôi nha. Em bán với giá là 60.000 thôi. Đó, ở dưới là nó dạng đuôi cá nha. Mẫu này thì tầm 53 54 cân đổ lại là mặt đẹp. 53 54 cân đổ lại là mặt đẹp nha. Ai lấy cái mẫu đầm này thì comment cho em là mã số 13 kèm số điện thoại. Mã số 13 kèm số điện thoại nha. Mẫu em là cao 1m63 nè, nặng 50 cân. Nên cái đầm này thì tầm 53-54 cân đổ lại của mặt đẹp luôn. Người chị nào mà dáng cao là lên là chỉ có đẹp thôi. Rồi em tiếp tục qua một cái mẫu đầm tiếp theo ạ. Cái gì á? Hả? Cậy ốc, con lấy cái đầm ở dưới đi ốc. Rồi tiếp tục em qua một cái đầm tiếp theo.
Em quay một cái đầm đen nè chị. Em qua tiếp một cái đầm đen nha. Mẫu em đang mặc là cao 1m63, nặng 50 cân nha. Cái đầm màu đen này đầm dạng suông nè, tà trước là ngắn tà sau dài nha. Đầm này thì tầm 55-56 cân đổ lại cũng mặc đẹp luôn. Chất vải rất là dày, thun co giãn. Thun co giãn chất vải dày lắm ạ. Đầm này em chỉ bán với giá là 60k thôi nha. Đầm này em chỉ bán với giá là 60k thôi. Rồi ai mà lấy cái đầm này thì comment cho em là mã 14 kèm số điện thoại. Mã 14 kèm số điện thoại. Rồi đầm này thì 55-56 cân mặc lại mặc đều đẹp nha. Hoa mai đầm dạ hội. Dạ chị Hoa Mai ơi, chị chốt cái đầm màu đầm dài hồi nãy đúng không ạ? Một cái đầm dài hồi nãy đúng không? Nếu mà đúng thì ok giúp em nha. Rồi ai lấy cái đầm này thì comment cho em mã số 14 kèm số điện thoại nha. Em chỉ bán với giá là 60k đúng không? 14 là giá 60k nha. Từ đã được không? Rồi em qua một cái đầm tiếp theo. Lấy cái đầm ở dưới đó. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nha, để em bán đầm giá rẻ cho mọi người nha. Chị Hoa Mai mà lấy cái đầm dài hồi nãy thì comment giúp em là mã 13 nha. Mã 13 nha. Rồi em tiếp tục qua một cái đầm body này. Một cái đầm body 50 đầm đấy, dài quá chị mặc không vừa. À đầm dài hả chị? Chị Hoa Mai cao bao nhiêu ạ? Cao bao nhiêu ạ? Cái đầm này thì tầm 1m6 đổ lại là mặc đẹp rồi. Không, lớn 50kg mặc rồi mà. Rồi em qua một cái đầm tiếp theo nè. Một cái đầm body nha. Body phối ren phối lưới ở hai tay luôn. Đầm này thì tầm 48-49kg mặc đẹp. 48kg là mặc đẹp nha. Ai lấy mẫu đầm? À em bán cái đầm này với giá là 70.000. Đầm này là chất, tại vì nó là đầm thiết kế nên nó đắt nha. Em bán 70.000 một cái này nha. Rồi chị nào mà lấy mẫu này thì comment cho em mã 16 kèm số điện thoại. Mã 16 kèm số điện thoại. Chị 53 à. Rồi em sẽ lựa cái đầm dạ hội like nè. Ai lấy mẫu đầm này thì comment cho em là mã 16 kèm số điện thoại nha. Em bán với giá là 70.000 nha. Rồi tiếp tục em qua một mẫu tiếp theo. Đây cái đầm màu xanh này nè. Đây này. Đó. Rút của nó lên luôn. Rồi. Rồi em sẽ qua một cái mẫu đầm hot cho chị nè. Một cái mẫu đầm hot nha. Đầm dạ hội luôn nha. Cái này thì nó dài qua gối một xíu thôi nha anh chị. Cái đầm tiếp theo này nó đó, màu rất là sáng luôn đó. Chị nào mà mặc cái mặt đứng tuổi mặc cái này rất là sang luôn. Rồi mẫu đầm này thì tầm bao nhiêu cân? 55-56 cân đổ lại mặc đẹp nha. 55-56 cân đổ lại là mặc đẹp nha. Chị ơi, chị cao 1m53 thì mặc cái này là nó qua gối, ở giữa gối với chân nha. Rồi cái đầm này em bán với giá là 70.000 nha. Đầm này em bán với giá là 70.000, tại vì nó là hàng thiết kế nên nó đắt nha. Ai mà lấy cái đầm này thì comment cho em là mã 15 kèm số điện thoại. 55-56 cân đổ lại mặc đẹp. 55-56 cân đổ lại mặc đẹp luôn. Ai lấy đầm này comment cho em là mã 15 kèm số điện thoại nha. Rồi em tiếp tục qua một mẫu tiếp theo. Đầm nó lên da rất là sáng luôn. Mày bước lên cho anh Hương luôn đi mẹ. Đầm nó lên da rất là sáng nha. Xuân Nhi Phạm. Rồi em chốt chị Xuân Nhi Phạm mã 15 nha. Xuân Nhi Phạm. Em chốt chị Xuân Nhi Phạm mã 15 nha. Chị Xuân Nhi Phạm mà lấy cái này là về là không. Về rất là đẹp luôn. Tại vì nó có cái đệm ở vai á. Cái cầu vai á. Mặc rất là sang. Rồi em tiếp tục qua một cái mẫu tiếp theo nè. Em tiếp tục qua một cái mẫu tiếp theo. Rồi một cái chị nào mà trẻ trung mà mặc cái này rất là hợp nè. Sơ mi mà dáng dài á, mặc thành váy luôn.
097 374 001. Rồi. Cái đầm này là dạng sơ mi nè, caro lên lên rất là sáng da. Đầm này thì tầm 55 56 cân đổ lại mặt đẹp, 55 56 cân đổ lại là mặt đẹp nha. À, dạng sơ mi dài nha. Tay thì tay dài á, chị các chị có thể sắn lên như như mẫu em đang mặc nha. Ai mà cái đầm này thì em bán với giá là 60.000. Đầm này em bán với giá là 60.000 nha. Chị nào mà lấy mẫu đầm này thì comment cho em là mã 16 nè. Mã 16 kèm số điện thoại nè. Mã 16 kèm số điện thoại, bên em bao chất dày cho các chị luôn. Bao chất dày luôn nha. Nếu mà chất mỏng thì trả về em nhận luôn nha, tại vì em không bán hàng vải mỏng. Rồi ai lấy mẫu này thì comment cho em mã 16 kèm số điện thoại. Mã 16 kèm số điện thoại nha. Em bán với giá là 60k nha. Rồi tiếp tục em qua một mẫu tiếp theo. Em qua một mẫu tiếp theo nè. Chị nào mà thích mẫu dáng dài nữa thì à, em qua một cái đầm này rất là đẹp nè, da beo nè, một mẫu đầm da beo. Một mẫu đầm da beo nè. Đầm hình như cái mặt đúng rồi, mặt đó mặt trước. Vừa không vậy? Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nha, để em bán đầm giá rẻ cho mọi người luôn nha. Đạt mốc người xem thì em sẽ bán đầm giá rẻ luôn. Hình như hôm nay em đang bị ẩn comment rất là nhiều, nên tí nữa chị nào mà có mua hàng thì nhắn tin riêng bên em nha. Chị nào có mua hàng thì nhắn tin riêng bên em, tại vì mấy bữa nay nó đang bị ẩn comment nên em cũng chưa biết là như thế nào. Để mọi người, em cũng like để cho mọi người xem, sau đó mọi người sẽ nhắn tin qua cho em. Rồi em qua một cái mẫu đầm da bell body này. Đó, mẫu em mặc lên rất là đẹp luôn, rất là sáng da luôn. Nó phối tay lưới ở hai bên nha. Em bán cái đầm này với giá là 50k thôi nha. Em bán đầm này với giá là 50k thôi ạ. Đầm này thì tầm 50 cân đổ lại là mặc đẹp nha. 50 cân đổ lại là mặc đẹp luôn. Ai mà lấy mẫu này thì comment cho em mã 17 nè. Mã 17 kèm số điện thoại, em bán với giá là 50.000 nè. Em bán với giá là 50.000 nha. Lên đầm dạ hội sang trọng đi em. Rồi, em rồi bây giờ em sẽ lên một số đầm dạ hội cho chị xem nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Đầm dạ hội đầm nào đó? À, cái đầm màu đỏ này nè. Đầm cũng không phải kiểu dạ hội cho chị, dạng body nha. Trầy hay sao? Không phải son. Rồi em qua một mẫu tiếp theo nè. Em qua một mẫu tiếp theo nha. Một mẫu body, body dành cho chị trung niên mà 62-63 cân đổ lại là mặt đẹp này. 50 mấy cân đổ lại mặt đẹp luôn. Tại vì chất của nó là chất thun co giãn, nên là em bao vừa cho chị luôn nha. Đầm này đầm màu đỏ lên da rất là sáng luôn nha. Ai mà lấy cái mẫu đầm này em bán với giá là 60k nha. Đầm này em bán với giá là 60k. Ai mà lấy đầm này comment cho em là mã 18 nè. Mã 18 kèm số điện thoại. Mã 18 kèm số điện thoại nha. Ai lấy cái mẫu đầm này thì comment cho em mã 18 kèm số điện thoại nha. 62-63 cân đổ lại cũng mặc đẹp luôn. Tại vì chất nó là chất thun ôm nên mốc một xíu cũng không lo bị chật nha. Rồi em qua một cái mẫu tiếp theo. Mẫu này mẫu gì nữa? Đau cổ quá. Em qua một mẫu đầm vest này. Mẫu đầm vest rất là lạ luôn nha. Một mẫu đầm vest nha. Một mẫu đầm vest lạ này. Đầm này thì free size luôn. Rồi mọi người đang xem livestream thì chấm cho em vài chấm tương tác nha, để em tiếp tục bán hàng nha. Để em tiếp tục bán hàng. Và em sẽ bán hàng giá rẻ tiếp cho mọi người. Em sẽ bán hàng giá rẻ tiếp mọi người. Mọi người đợi mẫu em một xíu nha. Em sẽ qua một cái đầm vest nha. Đợi em một xíu ạ. Rồi em chào mọi người đang xem livestream nha. Hình như nó bị ẩn comment rất là nhiều luôn á. Em đang bị ẩn comment rất là nhiều luôn. Rồi em qua một cái đầm vest này. Đầm này em chỉ bán với giá là 70.000. À, đầm này em chỉ bán với giá 70.000. Đó, chất là chất vest đấy. Chất vest nó lên rất là sang. Quá sang luôn chị ơi. Đầm này là quá sang luôn. Em bán với giá là 70.000 thôi. Em bao chất cho các chị. Chất là dạng như chất vest rồi đó. Chất vest vải thì dày. Vải là cực kỳ dày luôn. Em bán cái đầm này với giá là 70.000. Ai lấy cái đầm này comment cho em mã 19 kèm số điện thoại. Mã 19 kèm số điện thoại. Em bán với giá là 70.000 thôi nha. Em bán với giá là
like kiểu này lâu lắm. Chị ơi, tại vì em có một mẫu thôi nên các chị chịu khó. Ô có cũ áo cái gì không cũ nha chị. Em chị nên nhớ là em phải tuyển một cái một, đồ em là mới thôi, chỉ có mới thôi, mới em mới bán, tại vì em tuyển từng cái một. Nếu mà cũ là em không bán, em chỉ bán đồ mới cho các chị thôi, tại vì mang tiếng bán hàng xin nên người ta cứ nghĩ là cũ, nhưng thực chất nó mới 98% luôn đó chị. Nó mới 98% luôn, đồ nguyên kiện thì nó chỉ mới thôi mà đã qua giặt hấp rồi. Rồi em bán cái đầm này với giá là 70k. Ai lấy đầm này comment cho em mã 19 kèm số điện thoại, mã 19 kèm số điện thoại. Rồi em qua một mẫu đầm tiếp theo. Ốc đứng nó thay đồ luôn để cho người ta thấy. Em qua một cái đầm von này. Xỏ đi, xỏ đi hả? Rồi em qua một cái mẫu đầm von tiếp theo. Đồ em là không cũ nha. Nếu chị nào mua đồ bên em cũ thì em cho trả lại luôn nha. Cũ thì em cho trả lại luôn. Em bán hàng rất là dễ luôn. Không ai bán hàng dễ bằng em. Rồi em qua một cái đầm von tiếp theo nè. Cột ở trước tới không? Lấy dây đeo cũng được. Rồi em qua một cái đầm von dài nha. Chị nào mà thích đầm dài này, chắc là chất von hoa này, lên da rất là sáng luôn. Đó. Đó, đầm này tầm 55 cân đổ lại là mặc đẹp. 55 cân đổ lại là mặc đẹp nha. Em bán cái đầm này với giá là, tại vì chất von nó không được dài lắm nè em. Lật cái cổ vào trong ốc. Đó là, đúng rồi. Đúng rồi, đó. Rồi, cái đầm này em bán với giá là 60.000 ạ. Đầm này em bán với giá là 60.000. Ai lấy mẫu này comment cho em mã 20 kèm số điện thoại. Mã 20 kèm số điện thoại. Rồi em sẽ cố gắng qua mẫu nhanh cho các chị luôn, thay trực tiếp cho các chị thấy luôn, tại vì các chị nhìn thấy màn hình không có anh nên các chị thấy lâu. Rồi, ai lấy mẫu này thì comment cho em mã 20 kèm số điện thoại nha. Đầm này thì tầm 55 56 cân đổ lại mặc đẹp luôn. Rồi em tiếp tục qua một cái mẫu đầm tiếp theo. Một cái mẫu đầm baby doll ạ. Rồi em quay một mẫu đầm baby doll này, màu xanh này, màu xanh này. Đầm này thì free size luôn nên chị nào béo cũng không sợ là mặc không vừa đấy. Mẫu này free size nha. Em bán với giá là 50.000 hả? Em bán với giá là 50.000 nha. Ai lấy mẫu này comment cho em mã 21 kèm số điện thoại. Mã 21 kèm số điện thoại nha. Rồi, em tiếp tục qua mẫu tiếp theo, một cái mẫu xanh. Một mẫu xanh. Em qua một cái mẫu xanh tiếp theo nè. Rồi mẫu đầm đang mang nha. Đầm này thì tầm 53-54 cân đổ lại là mặc đẹp nha. 53-54 cân đổ lại là mặc đẹp. Ai lấy cái đầm này thì comment cho em mã 22 kèm số điện thoại. Em bán cái đầm này với giá là 60.000. Em bán cái đầm này với giá là 60.000. Ai lấy mẫu này comment cho em 22 kèm số điện thoại. Không có đầm sang. Đầm sang gì ta? Đầm sang tiệp hả em? Tại vì bây giờ nó nhiều mẫu nên em không kịp soạn ra nha các chị. Rồi em ai lấy cái mẫu đầm này thì comment cho em mã 22 kèm số điện thoại. Em bán với giá là 60k. Rồi em tiếp tục qua một cái mẫu đầm đỏ. Đây chị. Tại vì em lấy tới đâu thì em like tới đó thôi, chứ em không có soạn ra được, tại vì nó nhiều đồ lắm, em không biết chọn cái nào. Rồi em qua cái đầm này. Đầm này đi tiệc được đây chị. Đầm này đi tiệc nè. Đầm này đi tiệc nha. Rồi một cái đầm màu đỏ đi tiệc nè. Nó kiểu như cổ chéo nhưng mà nó bị lệch qua một bên nè. Đó, nó rất là kiểu luôn. Đầm này thì mấy chị trung niên là mặc rất là hợp luôn nha. Đầm này 56-57 cân đổ lại là mặc đẹp. 56-57 cân đổ lại là mặc đẹp nha. Đầm này em bán với giá là 60k. Đầm này em bán với giá là 60k. 56-57 cân đổ lại là mặc đẹp. Ai lấy cái đầm này thì comment giúp em là 23 kèm số điện thoại. 23 kèm số điện thoại nha. Em bán với giá là 60k thôi. Rồi em tiếp tục qua một cái mẫu đầm tiếp theo. Em qua một cái mẫu đầm trắng nha.
Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nha, để em có động lực em bán hàng tiếp nha. Em bán hàng giá rẻ cho mọi người nha, rồi em tiếp tục. Rồi em sẽ chơi mini game để tặng váy cho mọi người nè. Rồi em qua một cái mẫu đầm trắng nha. Đầm này là hai lớp kiểu như ren, dạng ren nha. Chắc quá nhiều quá. Rồi. Rồi một đôi đầm hai lớp màu trắng này lên da rất là sáng luôn nha, mặc rất là đẹp luôn đó. Đó, em thử màu đang mặc không ạ? Hai lớp, lớp ngoài là ren nha, phối tay rất là đẹp. Rồi đầm này thì tầm 53 54 cân đổ lại là mặc đẹp. Eo nó có thun lên, chị nào mà eo to thì không sợ là mặc chật nha. Ai mà lấy cái đầm này á thì comment cho em là rồi, mã rồi. Bao nhiêu rồi ta? 23. Rồi ai lấy cái đầm này comment cho em là mã 24, mã 24 kèm số điện thoại. Em bán đầm này với giá là 60k. Mã 24 kèm số điện thoại, em bán cái đầm này với giá là 60k nha. Rồi em tiếp tục qua một mẫu tiếp theo ạ. Em tiếp tục qua một mẫu tiếp theo. Hai tư rồi đúng không? Rồi em qua một mẫu đầm tiếp theo này. Đầm này là đầm kiểu này. Đầm kiểu bên hông nó có khuyết ở hai bên hông nha. Đầm này form hơi nhỏ một xíu ạ. À. Đầm này thì tầm 50 cân. 50 cân đổ lại là mặc đẹp ạ. À. 50 cân đổ lại mặc đẹp, họa tiết nó rất là đẹp luôn. Em bán đầm này với giá là 50k thôi ạ. À. Em bán đầm này với giá là 50k thôi nha. Ai lấy đầm mẫu đầm này thì comment cho em là mã 25 nha. Mã 25 kèm số điện thoại 50k đúng không? 50k nha. Em bán đầm này với giá là 50k, mã số 25 kèm số điện thoại. 25 kèm số điện thoại. Các chị đang mua hàng bên em thì mua bên em 3 sản phẩm em sẽ tặng mua bên em 3 cái đầm em sẽ tặng cho các chị một cái đầm nha. Khi mua 3 đầm thiết kế sẽ được một tặng một đầm nha. Rồi em tiếp tục qua một mẫu tiếp theo. Mấy giờ rồi? Một rưỡi rồi. Em like xong cái váy này em sẽ chuyển qua like qua. Bây giờ mọi người thích em like áo khoác hay chân váy à? Em sẽ like thêm vài cái rồi em sẽ nghỉ nha. Tại vì nãy giờ em like lâu rồi nên em sẽ nghỉ. Rồi cái váy tiếp theo này. Cái váy tiếp theo này em gắn hai. Và cái đầm này thì tầm 50, chất là chất thun co giãn nên 55 cân đổ lại cũng mặc đẹp nha. 55 cân đổ lại cũng mặc đẹp, em bán với giá là 60k nha. Em bán với giá là 60k. Chị nào lấy mẫu này comment cho em mã số 26 kèm số điện thoại. Mã số 26 kèm số điện thoại. Rồi. Rồi em qua một cái vải thun nè. Rồi em qua một cái mẫu đầm tiếp theo nè. Đầm phối lông nha, đầm phối lông luôn. Đầm phối lông. Rồi cái đầm này lên rất là đẹp này chị ơi, chị nào đi tiệc mà lấy đầm này là rất là hợp luôn á. Em bán đầm này với giá là 60k thôi nha. Em bán đầm này với giá 60k thôi. Hai mà lấy đầm này thì tầm 53 cân đổ lại là đẹp. Chất thun nên mặt co giãn rất là tốt. Ai lấy đầm này thì comment cho em mã số 27 kèm số điện thoại. Mã số 27 kèm số điện thoại, em bán với giá là 60k nha. Rồi ai lấy đầm này comment cho em là mã số 27 kèm số điện thoại. Mã số 27 kèm số điện thoại. Rồi em qua một cái siêu phẩm này. Này siêu phẩm đây chị ơi. Qua một siêu phẩm dung nè. Hả? Cởi giúp ta. Rồi em qua siêu phẩm nè. Đợi em một xíu. Em qua một cái dung dài. Có chị nào thích dung dài không ạ? Màu xanh cobalt. Chị nào đứng tuổi mặc rất là hợp luôn á.
Mọi người đợi mẫu em một xíu nha, tại vì cái em dung này mặc hơi lâu một xíu. Rồi, chị nào thích siêu phẩm thì chốt hai cái đầm này giùm em nha. Dung này là dung dài. Dung dài màu xanh coban nha. Màu xanh coban. Đầm này thì chất thun co giãn cực kỳ tốt luôn, thun dày rất là mát. Đầm này thì tầm 55 cân mặc vừa. Tầm 53 54 cân đổ lại là mặc đẹp, 54 53 cân đổ lại là mặc đẹp nha. Kéo lên một xíu nữa. Rồi, đầm này em bán với giá là 80.000 nha. Đầm này em bán với giá là 80.000. Ai lấy đầm này comment cho em là mã số 28 kèm số điện thoại. Mã số 28 kèm số điện thoại. Dung này là dung rất chắc luôn á, các chị đi mua không có cái dung nào mà đẹp như dung này đâu nha. Em tuyển từng cái một luôn mà em chỉ bán với giá 80.000 thôi nha. Ai lấy ngọn này comment cho em mã số 28 kèm số điện thoại. Mã số 28 kèm số điện thoại em bán với giá là 80.000 nha. Rồi, em chốt cái này cho chị Hoa Mai nha. Em chốt cho chị Hoa Mai rồi tiếp tục em qua một cái mẫu tiếp theo. Ủa, hai cái. Rồi em qua một cái mẫu tiếp theo ạ. Chị có vừa à, chị mặc vừa nha. À, cái này chất là chất thun nó co giãn dễ mặc lắm ạ. 53 54 cân đổ lại cũng 53 cân đổ lại là mặc đẹp. Vải thun mà. Vải thun co giãn à, vải thun co giãn nên nó mất một xíu mặc. Ôm thì cái dung đặc biệt là mặc càng ôm thì càng đẹp nha chị. Nên chị không có lo là sợ không vừa đâu. Em bán chất là đẹp lắm, chị yên tâm đi. Rồi em qua một cái mẫu siêu phẩm tiếp theo nè. Rồi một dạng đầm hoa này. Dạng đầm hoa này đó. Đầm hoa nha. Rồi đầm hoa này thì free size luôn nha. Free size luôn nha chị ơi. Free size luôn nha. Ai lấy cái đầm hoa này á thì comment cho em là mã 29. Em bán đầm này với giá là 70.000. Em bán đầm này với giá là 70.000 nha. Nó phối nút ở trước nha. Đó, free size luôn. Hoa lên rất là nhã nhặn, rất là đẹp luôn. Ai lấy cái đầm này comment cho em là mã số 29 kèm số điện thoại. Mã số 29 kèm số điện thoại. Mã số 29 kèm số điện thoại nha. Rồi, em qua một cái mẫu đầm này nữa. Em sẽ qua chân váy này. Em qua một cái mẫu đầm dài này. Đầm 2 dây dài này. Mặc rất là đáng dễ thương nha. Cá tính hả? Rồi, con mẫu đầm dài này. Em có nít. Cái gì? Em có nít tang cho chị. Em có nịt tặng cho chị một cái. À chị ơi, em không có nịt nha. Em không có nịt nha chị. Chị mua bao nhiêu sản phẩm rồi? Chị Hoa Mai ơi, chị mới mua cho em bên em được 2 đầm thôi nha. Chị cố gắng mua thêm một đầm nữa để em tặng cho chị một cái đầm nha. Rồi em qua một cái đầm này nữa thôi là em qua áo khoác nè. À em qua chân váy nè. Rồi, một cái đầm tiếp theo 2 dây nè, phối ren dài ở dưới nè. Đầm này đầm 2 dây này nha. Đầm này 55 cân đổ lại là mặc đẹp nha. 55 cân đổ lại là mặc đẹp, màu trắng nè, lên rất là sang luôn. Rồi, ai lấy mẫu đầm này á thì comment cho em là mã 30 nha. Em bán đầm này với giá là 60.000. Em bán đầm này với giá là 60.000 thôi nha. Ai lấy mẫu đầm này comment cho em là mã 30 kèm số điện thoại. 30 kèm số điện thoại nha. Rồi, em chỉ bán là 60.000 thôi. Rồi bây giờ xong cái này rồi em qua. Tôi qua chân váy em nghỉ nha. Hay là nghỉ đi. Mệt quá. Nghỉ đi, like sau bán chân váy đi thôi. Thôi bây giờ em sẽ tắt like đi ạ. À. Em tắt like đi. Tại vì nãy giờ like 1 tiếng mấy rồi. Nên giờ chắc nghỉ để lên em còn lên đơn cho các chị nữa. Để rồi like sau em sẽ like chân váy nha. Mọi người nhớ chắc ngày mốt đi. Ngày mốt em sẽ bắt đầu like lại. Ngày mốt em sẽ like chân váy và áo khoác nè. Nên mọi người cố gắng chờ livestream để xem livestream giúp em nha. Rồi em tắt like nha. Chào mọi người ạ.